Chào tất cả các em. Các em thân mến, hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em ôn tập và kiểm tra giữa kỳ môn ngữ văn bản. Và trong video lần trước thì cô đã hướng dẫn cho các em đề số 1 và đề số 2. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào đề số 3. Và trong phần kiểm tra thì các em biết là các cái văn bản ấy đều là những văn bản ngoài chương trình. Do đó mà những cái đề mà cô cung cấp để cho các em tham khảo thì dành cho cả 3 bộ sách. Và đối với lớp 7 thì trong các cái video lần trước, các em đã được làm quen với một kiểu bài văn thuyết minh, một kiểu bài văn nghị luận. Và trong đề số 3 hôm nay thì cô và các em sẽ tiếp tục đi vào kiểu bài văn nghị luận tiếp theo. Bởi vì văn nghị luận là một kiểu bài rất là trọng tâm trong chương trình ngữ văn lớp 7. Đây là một dạng khó đối với học sinh. Các em phải làm nhiều, học nhiều và đọc nhiều những cái bài văn tham khảo để học tập cái cách lập luận, học tập cách đưa lý lẽ và dẫn chứng. Có như vậy thì bài văn của mình mới có sức thuyết phục em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi vào đề tham khảo tiếp theo. Trong cái đề bài hôm nay thì cô vẫn tiếp tục đi vào một thể loại truyện ngụ ngôn. Bởi vì đối với lớp 7, đặc biệt nhất là những bạn mà đang theo học bộ kết nối tri thức, thì học kỳ 2 chúng ta đang học về thể loại truyện ngụ ngôn các em ạ. Câu chuyện có tên là Tiến và Châu Chấu. Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít. Bỗng chú bắt gặp một bạn kiến đi ngang qua, bạn ấy đang còng lưng cõng một hạt ngô để tha về tổ. Châu chấu cất giọng rủ rê: "Bạn kiến ơi, thay vì làm việc cực nhọc, chi bằng bạn hãy lại đây trò chuyện và đi chơi thỏa thích cùng tớ đi." Kiến trả lời: "Không, tớ còn bận lắm. Tớ còn phải đi kiếm ăn để dự trữ cho mùa đông sắp tới. Bạn cũng nên làm như vậy đi, bạn châu chấu ạ. À, còn lâu mới tới mùa đông, bạn chỉ khéo lo xa." Châu chấu mỉa mai. Kiến dường như không quan tâm tới những lời của châu chấu xanh. Nó tiếp tục tha mồi về tổ một cách chăm chỉ và cần mẫn. Thế rồi, mùa đông lạnh lẽo cũng tới. Thức ăn trở nên khan hiếm. Châu chấu xanh vì mải chơi không chuẩn bị lương thực nên giờ sắp kiệt sức vì đói và rét. Còn bạn kiến của chúng ta thì có một mùa đông no đủ với một tổ đầy những ngô, lúa mì mà bạn ấy đã chăm chỉ tha về suốt cả mùa hè. Câu hỏi như sau. Các em nhìn ở trên màn hình của cô, những cái dòng mà có chữ màu đỏ đấy chính là đáp án. Nên cô sẽ không đọc các cái phương án trả lời, các tất cả các cái phương án đó nữa, mà cô chỉ đọc đáp án luôn thôi để các em sẽ cùng lắng nghe. Câu 1. Truyện Kiến và Châu Chấu thuộc thể loại nào? Đó là truyện ngụ ngôn. Vì sao mà đây là truyện ngụ ngôn thì cô sẽ lý giải để các em thấy. Thứ nhất, nhân vật là những con vật. Thứ hai là đặc trưng của truyện ngụ ngôn là thông qua những câu chuyện đó để gửi gắm cho con người những cái bài học đạo lý. Và cái văn bản mà Kiến và Châu Chấu nó mang đủ những cái đặc trưng đó. Do đó đây chính là chuyện ngụ ngôn. Câu 2. Vào những ngày hè, chú Châu Chấu đã làm gì? A. Nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng ca hát ríu ra ríu rít. Câu 3. Châu Chấu đã rủ Kiến làm gì cùng mình? Đáp án B. Trò chuyện và đi chơi cho thỏa thích. Các em đọc trong văn bản, các em đã thấy rõ ràng câu nói của Châu Chấu đã rủ Kiến còng lưng làm để làm gì? Đi chơi cho thỏa thích. Đấy, các em đã thấy. Sang câu 4. Trạng ngữ trong câu sau được dùng để làm gì? Vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, một chú châu chấu xanh nhảy tanh tách trên cánh đồng, miệng chú ca hát ríu ra ríu rít. Ở đây thì các em thấy rằng là vào một ngày hè nắng chói chang và gió thổi mát rượi, đây chính là trạng ngữ. Và đây là trạng ngữ chỉ thời gian. Tuy nhiên trong câu này thì các em sẽ lưu ý, đó là cái cụm từ trên cánh đồng cũng là một trạng ngữ. Còn nếu như người ta chỉ hỏi các bạn đó là trạng ngữ trong câu sau dùng để làm gì, thì các bạn hãy xác định trạng ngữ đứng ở đầu câu văn trước đã. Còn nếu mà người ta muốn xác định rõ đâu là trạng ngữ, thì hoặc là trạng ngữ đó, tức là đề bài muốn các em chỉ rõ từng trạng ngữ, thì người ta sẽ gạch chân cái trạng ngữ đó. Các em lưu ý nhé. Cô nhắc lại là nếu trong câu văn mà có tới 2 trạng ngữ, thì các em hãy xác định trạng ngữ đứng ở đầu câu văn trước. Các em lưu ý như vậy. Sang câu hỏi số 5. Vì sao Kiến không đi chơi cùng Châu Chấu? Đáp án:
Kiến đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông. Sang câu hỏi số 6. Theo em, châu chấu là những hình ảnh đại diện cho những kiểu người nào trong cuộc sống? Đó chính là người vô lo, lười biếng. Sang câu 7. Vì sao kiến lại có một mùa đông no đủ? Đó là vì kiến biết chăm chỉ, biết lo xa, biết dự trữ lương thực cho mùa đông. Đấy, các em sẽ chú ý. Câu 8. Kiệt sức có nghĩa là gì? Đó là không còn sức để làm. Đây là 8 câu hỏi trắc nghiệm khách quan. Sang đến 2 câu hỏi trắc nghiệm tự luận, câu 9 và câu 10. Nếu là châu chấu trong câu chuyện, em sẽ làm gì trước lời khuyên của kiến? Và câu số 10, bài học tâm đắc nhất mà em rút ra từ câu chuyện. Thế thì đến đây thì đến hôm nay thì các em đã tiếp cận tới 3 đề của cô. Và các em thấy rằng là đối với những bà câu chuyện là chuyện ngụ ngôn thì câu hỏi trắc nghiệm tự luận bao giờ người ta cũng yêu cầu các em rút ra bài học qua câu chuyện đó. Đấy là các em sẽ chú ý để các em nắm được cái dạng đề. Sang phần 2 là phần viết. Có ý kiến cho rằng trò chơi điện tử là món tiêu khiển hấp dẫn. Nhiều bạn vì mải chơi mà sao nhãng học tập. Em hãy viết bài văn bày tỏ quan điểm của mình về ý kiến trên. Đây là phần viết các em ạ. Phần viết này thường dao động trong vòng là 4 điểm. Chúng ta sẽ cùng đi trả lời câu hỏi số 9, số 10 và phần viết. Ở câu hỏi số 9, nếu là châu chấu thì em sẽ làm như thế nào? Dự kiến đó là em sẽ nghe theo lời kiến. Em sẽ chăm chỉ cùng kiến đi kiếm thức ăn để dự trữ cho mùa đông. Thế các em có biết vì sao không? Nếu như câu hỏi người ta hỏi vì sao mà em lại quyết định như vậy? Thì các em phải trả lời được. Đó là gì? Vì lời nói của kiến có lý không? Rất là có lý. Chúng ta đều biết là trong một năm thì bao giờ có một mùa đông rất là kéo dài. Mùa đông lạnh giá. Thế vào mùa đông ý, thì đối với châu chấu thì vạn vật cây cối sẽ không phát triển được. Và như vậy thì châu chấu sẽ không có thức ăn. Và nếu là con người thì mùa đông là cái lúc mà chúng ta sẽ đi làm ăn rất là khó bởi vì thời tiết rất là rét. Và ta thấy rằng lời của kiến rất có lý. Một con kiến rất bé nhỏ, nó còn chăm chỉ lo xa để tích trữ lương thực cho mùa đông, huống chi là một con châu chấu to hơn nó rất là nhiều. Vậy thì tại sao mà chúng ta lại không làm theo? Đấy là dự kiến cho câu trả lời số 9 là như vậy em nhé. Câu hỏi số 10, bài học được rút ra đó là cần phải chăm chỉ trong học tập và làm việc, không được ham chơi lười biếng và biết nhìn xa trông rộng, biết lo toan, biết dự trữ, biết tính toán về cho tương lai về xa. Và có như vậy thì chúng ta luôn có một cái tương lai no đủ. Đấy chính là bài học. Chúng ta sẽ cùng đi trả lời cho phần viết. Phần viết này thì có một số các cái gợi ý để các em viết như sau. Thứ nhất là nêu được vấn đề cần nghị luận. Thứ hai, các em phải giải thích được trò chơi điện tử ở đây là gì. Trong một bài nghị luận, bao giờ cũng cần có đó là giải thích các em nhé. Giải thích để làm gì? Trình bày cách hiểu của mình vấn đề đó. Khi mà các em hiểu rồi á, thì các em mới có thể bày tỏ quan điểm ý kiến của mình được. Đấy là các em sẽ chú ý. Sau đó các em nêu thực trạng của việc trò chơi điện tử của lứa tuổi học sinh. Cái thực trạng hiện nay như nào hay còn gọi là cái biểu hiện. Biểu hiện là những cái gì mà đang diễn ra trong đời sống mà các em quan sát được. Ý thứ tư là chỉ ra được những cái lợi ích và tác hại của trò chơi điện tử. Và cuối cùng là các em sẽ đề xuất giải pháp và liên hệ tới bản thân. Đây là một vấn đề tiêu cực. Các em chú ý, đây là một vấn đề tiêu cực. Chúng ta sẽ phải bày tỏ quan điểm ý kiến của mình về vấn đề đó. Chúng ta sẽ cùng đi vào một cái bài văn tham khảo. Đây chỉ là cái phần gợi ý thôi. Các cái trình tự được các em làm. Các em nhớ các cái trình tự. Các em không thể thiếu cái mục đó là giải thích vấn đề cần bàn luận. Đấy, nên là cô sẽ đưa ra các cái ý kiến này để các em biết là trình tự của một bài văn nghị luận cần phải đảm bảo những yêu cầu gì đấy. Bây giờ cô sẽ cung cấp cho các em một cái bài văn tham khảo. Và khi mà cung cấp bài văn tham khảo thì phương châm của cô là gì? Đây chỉ là một bài tham khảo. Và các em có rất nhiều những kênh tham khảo khác nhau. Ngoài cái phần mà các em theo dõi trên kênh của cô, các em có thể theo dõi ở những cái bài viết khác, những cái trang viết khác. Đã là bài văn tham khảo, các em có quyền tham khảo ở bất cứ một cái trang web nào mà các em cảm thấy là uy tín. Và tham khảo chỉ là để tham khảo, để các em học tập. Chứ tham khảo không phải để sao chép. Các em sẽ lưu ý cho cô vậy. Còn nếu các em sao chép thì cái sự tham khảo đó nó sẽ không có giá trị đâu. Các em sẽ nhớ nhé, tham khảo để mình biết à, vậy cái phần giải thích này này, cô đã giải thích như thế nào?
Thế rồi phần trình bày thực trạng, thực trình bày thực trạng như thế nào? Và mình biến cái lời văn của cô giáo thành lời văn của mình. Em sẽ chú ý cho cô. Chúng ta sẽ cùng đi vào bài văn tham khảo. Đây là phần mở bài. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đời sống vật chất và tinh thần của con người ngày càng được nâng cao. Bên cạnh những nhu cầu về ăn mặc, sinh hoạt, thì nhu cầu giải trí của con người cũng tăng lên. Và để đáp ứng điều này, vô số trò chơi tiêu khiển đã ra đời. Nhưng đáng buồn thay, những trò chơi dân gian bổ ích và đậm đà bản sắc dân tộc lại mai một, rồi dần dần có nguy cơ biến mất. Thay vào đó là sự bùng nổ và phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của trò chơi điện tử. Thực trạng này đã gây ra rất nhiều hậu quả và hệ lụy bởi việc lạm dụng trò chơi điện tử và lún sâu vào thế giới ảo. Đây chính là phần mở bài các em ạ. Sang đến phần thân bài, cô sẽ đi giải thích thế nào là trò chơi điện tử. Trò chơi điện tử là những trò chơi giải trí được ra đời dựa trên sự phát triển của công nghệ thông tin và các thiết bị điện tử. Một điều không thể phủ nhận là sự ra đời của mạng Internet đã đem đến một số tiện ích cho cuộc sống của con người như tìm kiếm thông tin nhanh hơn, giúp con người có thể kết nối với nhau dễ dàng và làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, sự phát triển này còn tạo tiền đề và nền tảng tốt cho sự ra đời của trò chơi điện tử. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh hay máy tính, laptop kết nối Internet thì người dùng có thể lựa chọn một trò chơi tiêu khiển mà mình yêu thích trong vô vàn những trò chơi bằng hình thức online. Cô bắt đầu đi nêu thực trạng. Thực trạng chính là biểu hiện của việc học sinh ngày nay chơi trò chơi điện tử. Hiện nay, số lượng các quán game, quán net mọc lên hàng loạt và cảnh tượng thường thấy tại các địa điểm này là sự đông đúc. Đặc biệt, tỷ lệ số người sử dụng trò chơi điện tử chủ yếu rơi vào đối tượng là các bạn học sinh, sinh viên. Và chủ đề chính xuất hiện trong những cuộc nói chuyện giữa các bạn trẻ thường là những trò chơi điện tử nổi tiếng, có sức hấp dẫn như Liên Quân, Liên Minh, Hiền Thoại, v.v. Phần này cô để dấu ba chấm. Tại sao cô lại để dấu ba chấm? Bởi vì cô nghĩ rằng là nếu như nói về thực trạng của trò chơi điện tử thì các bạn học sinh là những người có lẽ sẽ hiểu biết hơn cô. Bởi vì các bạn đang ở trong lứa tuổi như thế. Và biết đâu thôi, trong những bạn đang theo dõi video của cô lại có những bạn đang ham mê điện tử. Và các em sẽ nêu thêm được cái biểu hiện của ham mê điện tử, đó là suốt ngày ngồi hàng ngày hàng giờ để chơi game mà không biết chán, thậm chí quên ăn quên ngủ, bỏ cả thời gian, bỏ tất cả công việc, tất cả cái tâm trí của mình lúc nào cũng chỉ mong muốn là được chơi và có bạn chơi vân vân. Phần này các em có thể mở rộng và liên hệ thêm các em nhé. Một đi tiếp, lợi ích của trò chơi điện tử. Chúng ta không thể phủ nhận rằng sự ra đời của trò chơi điện tử đã giúp con người giải tỏa bớt được sự căng thẳng, mệt mỏi sau thời gian làm việc. Trò chơi điện tử cũng vô cùng phong phú và đa dạng. Người dùng có thể thoải mái lựa chọn trò chơi phù hợp với nhu cầu của những độ tuổi như bản thân. Như vậy, khi biết cách sử dụng một cách hợp lý về cách thức cũng như quỹ thời gian, trò chơi điện tử sẽ đem đến những lợi ích nhất định cho người chơi. Phần này chúng ta phải thừa nhận, các em ạ. Trò chơi điện tử có rất nhiều những cái lợi ích. Rèn được cái khả năng phán đoán, tư duy, óc nhạy bén, sự phản xạ rất là nhanh. Giải tỏa được stress, giải tỏa được những cái căng thẳng sau những cái giờ học hoặc là những cái giờ làm việc căng thẳng. Đấy là cái lợi ích. Cái này chúng ta không thể phủ nhận được nó. Tuy nhiên là nếu như chúng ta sử dụng hợp lý thì rõ ràng là nó sẽ mang đến cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là bổ ích. Tuy nhiên là lợi bất cập hại, các em ạ. Các em sẽ chú ý vào tác hại của nó. Tuy nhiên trên thực tế, con người đang lạm dụng cũng như đầu tư nhiều thời gian cho những trò chơi điện tử và vô tình khiến chúng trở thành mối nguy hại. Trước hết, trò chơi điện tử sẽ làm ảnh hưởng xấu đến kết quả công việc. Còn đối với thế hệ trẻ, điều này sẽ làm giảm hứng thú, kết quả học tập. Khi dạo ngang qua các quán internet, chúng ta dễ dàng bắt gặp những bạn trẻ tập trung cao độ vào màn hình máy tính, đắm mình trong những thế giới ảo. Phần tác hại này cô nghĩ là các bạn sẽ bổ sung thêm cho cô được rất là nhiều. Ví dụ như ảnh hưởng đến sức khỏe này, đến kết quả học tập này, rồi ảnh hưởng đến thị giác này. Thế rồi thì tâm trí lúc nào cũng chỉ lo lắng, chỉ nghĩ về chơi và chơi, rủ rê bạn bè, thậm chí còn sa ngã. Và đó chính là một trong những nguyên nhân gây nên các tệ nạn xã hội tiếp theo. Không ít bạn học sinh cho rằng không ít bạn học sinh sẵn sàng nói dối bố mẹ, thầy cô để trốn học, thậm chí không còn tiền để đầu tư vào trò game. Các bạn sẵn sàng thực hiện những hành động vi phạm quy chuẩn đạo đức và pháp luật như trộm cắp, cướp giật tài sản. Như vậy, bắt nguồn từ nhu cầu giải trí,
trò chơi điện tử lại trở thành những mối nguy hại và là một trong những con đường dẫn con người sa vào tệ nạn xã hội. Đấy, Kem, cô vừa trao đổi rồi đấy. Phần này Kem có thể diễn đạt như vậy. Bắt đầu đi phần đánh giá. Trò chơi điện tử ngày càng gia tăng và phát triển cả về số lượng, chất lượng, khiến cho người dùng dễ dàng đắm mình vào thế giới ảo và quên đi thế giới thực tại. Lâu dần, con người sẽ không quản lý và làm chủ được quỹ thời gian của bản thân, rồi trở thành những con nghiện game. Sự cám dỗ của những trò chơi điện tử vô cùng hấp dẫn, cũng như hậu quả mà nó để lại, đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh và đáng báo động. Đứng trước thực trạng này, chúng ta cần có những biện pháp phù hợp để phòng tránh và ngăn chặn. Vậy biện pháp đó là gì và chúng ta cần liên hệ như sau? Trước hết, ta cần tuyên truyền phổ biến về những hậu quả mà trò chơi điện tử gây ra khi con người lạm dụng nó. Để tránh được điều này, con người cần biết sắp xếp và sử dụng quỹ thời gian hợp lý, không dành quá nhiều thời gian cho các trò chơi tiêu khiển vô bổ. Đồng thời, chúng ta nên giải trí bằng những trò chơi có lợi cho sức khỏe như vận động thể dục thể thao giữa gia đình, nhà trường. Cần có sự phối hợp trong việc định hướng cho học sinh tìm đến những trò chơi bổ ích và tránh xa trò chơi điện tử. Thế như vậy, em thấy là rõ ràng trò chơi điện tử sẽ gây ra những cái mối nguy hại rất lớn, đặc biệt nhất là đối với lứa tuổi học trò, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập của cá nhân. Do đó mà chúng ta cần phải có ý thức thay đổi bằng những cái trò chơi khác, tìm đến những cái trò chơi dân gian, những cái trò chơi lành mạnh để tránh xa các cái trò chơi điện tử, em nhé. Kết bài. Như vậy, trước sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghệ thông tin nói chung và của mạng truyền thông, thiết bị điện tử thông minh nói riêng, con người cần có bản lĩnh để vững vàng trong việc sắp xếp, sử dụng quỹ thời gian hợp lý. Là học sinh, chủ nhân tương lai của đất nước, chúng ta cần nhận thức rõ hơn điều này để không sa vào tệ nạn xã hội. Thế như vậy thì cô đã cung cấp cho Kem một cái bài văn tham khảo. Đây chỉ là một trong vô vàn những bài văn tham khảo. Kem có thể có rất nhiều những kênh tham khảo khác nhau. Miễn là phần nào mà Kem cảm thấy hợp lý thì Kem sẽ vận dụng. Và Kem sẽ đừng quên theo dõi những cái video tiếp theo của cô để cô sẽ hướng dẫn Kem một số những cái kiến thức tập trung, ôn tập để chúng ta chuẩn bị cho kỳ kiểm tra giữa kỳ đạt chất lượng cao. Rất cảm ơn Kem đã chú ý lắng nghe. Chào và hẹn gặp lại Kem.